was born to fly. Chào hai con. Hôm nay mẹ rất là vui và hạnh phúc được ở đây dự lễ thành hôn của hai con. Mẹ cảm thấy con luôn luôn là một cô gái đáng yêu, luôn luôn là một cô gái rất cá tính, nhưng mà luôn luôn yêu thương bố mẹ và các em. Mẹ rất hạnh phúc khi có một người con rể như con. Thật tuyệt vời khi mà cuộc đời này hữu duyên mẹ con mình được gặp nhau, con làm con rể của mẹ. Mong con hãy đem lại hạnh phúc, bình an cho con gái mẹ. Là người giữa cao quý nhất trong tình yêu. Và để có được những giây phút hạnh phúc ngày hôm nay, cô dâu và chú rể đã trải qua 5 tháng tìm hiểu và được sự nhất trí của cả 20 gia đình cũng như được sự ủng của toàn thể quý vị đang có mặt đông đủ trong hôn trình cưới ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng hướng về phía sân khấu và sẽ cùng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta, chú rể Duy Long, cô dâu Khánh Ly. Xin mời. Duy Long và Khánh Ly đã đến ngày đám trái và chính thức được hai gia đình tổ chức lễ thành hôn. Thay mặt họ nhà gái, chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn tất cả các quan khách, các quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến chung vui ngày vui với hai gia đình, hai họ chúng tôi để chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Đừng ngại chi, vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được.